Chiều nay, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng có chương trình giám sát tại Sở Nội vụ thành phố về tình hình tổ chức bộ máy và quản lý biên chế khi triển khai mô hình chính quyền đô thị. 6 tháng đầu năm, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo đề án kiện toàn tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý. Về giải quyết danh sách tình trạng biên chế, từ đầu năm đến nay, thành phố đã giải quyết cho 25 trường hợp. Về việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị, Sở Nội vụ đã tham mưu trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch theo dõi, đánh giá thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố và điều chỉnh tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại kế hoạch theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, triển khai có hiệu quả đề án phân cấp ủy quyền quản lý nhà nước gắn với thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Sở Nội vụ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm cho Ủy ban Nhân dân quận, cũng như đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố kiến nghị với Trung ương một số nội dung quan trọng khác.